giờ là tôi sẽ cố gắng phá đảo lên tới 100 màn luôn. Rồi rồi rồi, chơi tiếp nào, chơi tiếp nào. Lại tiếp tục thắng thêm 50 ván lại ra. Trời ơi, tôi đau lưng quá trời luôn. Ui, ui, ui ơi, trời ơi, mình đúng là một game thủ. Đúng thật là tôi đã cày tới khuya rồi. Ôi, lưng tôi đau quá. Nhưng mà không được, không được mấy bạn à. Bây giờ mà mình bỏ dở nữa chừng thì mình sẽ không trở thành được game thủ. Từ từ từ, đâu bạn? À, đây rồi, laptop, laptop, laptop. Rồi, tôi sẽ cầm cái laptop này. Nhưng mà bây giờ đói bụng quá. À đúng rồi, bây giờ tôi sẽ xuống dưới tôi ngồi ăn và tôi cũng sẽ chiến tiếp luôn. Later. Đúng rồi, phải vậy, đúng rồi, phải chi. Hôm như đình ngâm 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 ngọt. Đúng rồi, ngâm ngâm ngâm. Ngâm 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 ngâm. Trời ơi, game là nó phải chơi như vậy. Vừa ăn vừa chơi, trời ơi. Không ngờ là tôi đã phá đảo hiếm được 100 ván nữa rồi. Mình đúng là một game thủ siêng năng luôn mà. Ngâm 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 ngâm. Rồi rồi, vô lẹ lên, lẹ lên. Trời ơi, hốt cái lẹ lên đi. Ủa, tại sao cái màn hình của mình bị cái gì vậy? Ủa, tại sao cái màn hình của tôi nó lại chớp chớp vậy? Ai, ai đừng tôi có bị gì nha. Đừng có bị gì nha. Ủa, tại sao cái màn hình của tôi chớp chớp vậy? Ôi, sao mọi thứ? Ủa, sao mọi thứ của tôi Hello. Ôi, giật mình, giật mình, giật mình.
kim cương thì tôi không sợ gì nữa mấy con này các bạn ơi. Ô mai chuối. Ui mấy con này nó gắt lá. À đây rồi, đây rồi. Trời ơi, đi mà bò tôi cũng bay được cái đường ngay rồi các bạn ơi. Oh my god mọi người ơi. Nó cái con nó rất là bự luôn. Từ từ, hình như mình sai đường rồi, tôi đi sai đường rồi. Đường ra nó phải nằm ở bên kia. Từ từ. Thôi toang rồi mọi người ơi. Mình phải quay lại cái đường cũ. Mà cái đường cũ thì rất là nhiều con quái vật nó đang nằm ở đó luôn. Không phải đường này luôn. Mê cung ơi. Đấy chưa. Bày nè. Có kiếm kim cương rồi. Không sợ bốn con nào hết. Qua đây luôn. Ôi giời, rồi. Nhanh lên, chạy. Ôi mày ơi, cái con kịch bự kia đang chờ tôi kìa. Ok, rồi. Ôi cái gì đây? Oh my god. Ôi. Mấy cục đá này nguy hiểm quá vậy. Trời ơi. Ôi, nhưng mà tôi thấy cái con nguy hiểm kia đang ở trên kia các bạn ơi. Nếu mà mình vượt qua thêm cái này nữa là mình sẽ tiếp tục được hân hạnh mọi người ơi. Là mình sẽ được đi về. Rồi, nhảy qua nè. Ok. Yeah. Ok, đau quá. Ăn táo vàng vô. Rồi, cầm kiếm kim cương lên. Rồi. Ok. Nhảy qua. Rồi. Oh my god. Cái đau quá. Ây da, đau quá. Nhảy qua lại lên. Rồi. Quá được. Ôi giời. Nó là mình tiêu tốn táo vàng quá là nhiều luôn. Rồi, bây giờ là tôi sẽ cố gắng tôi nhảy qua đây nè. Yeah. Ôi giời. Đau. Rồi. Đi qua đây. Ôi giời. Rồi. Nhảy qua. Yeah. Ok. Qua được rồi. Yeah. Qua đây. Cẩn thận. Rồi. Cẩn thận nè. Yeah. Ok. Qua đây. Ôi, cái đĩa đen nó đang đâm mình nè mọi người ơi. Rồi. Yeah. Ok. Nhảy qua được rồi. Rồi, từ từ. Yeah. Ok. Rồi. Qua đây. Ui. Tới rồi. Ui giời, các bạn thấy gì không? Tôi thấy con siêu bự ở trong đó luôn kìa. Rồi bây giờ ăn táo vàng vô và chiến thôi nào. Rồi, cái thử coi. Ui giời, nó thấy mình rồi. Run. No. Ui. Mày nè, tao có táo vàng. Mày ở bụi. Mày nè. Đây mê cung. Ui giời. Nó mạnh quá. Yeah. Tôi lượm được cái gì phải không? Tôi lượm được cái gì khóa mọi người ơi. Lượm được cái gì khóa. Mở cái rương này ra. Oh my god, kim cương. Ui, lấy lẹ. Trời ơi, rất là nhiều kim cương luôn mọi người ơi. Rồi bây giờ là tôi phải bỏ đây giáp vàng này ra này rồi. Mang giáp kim cương vô. Có kiếm kim cương luôn. Oh my god, mà có kim cương đem về nữa. Chúc mừng bạn đã nâng hạng nữa nè mọi người ơi. Tôi lại nâng hạng tiếp tục rồi. Rồi bây giờ là tôi chỉ biết chắc chắn là nó sẽ chuyển tôi qua một cái chỗ khác nữa phải không? Hay là cái này là tôi chiến thắng rồi? Tại vì tôi đã lấy được rất là nhiều kim cương rồi mọi người ơi. Còn cái gì nữa đâu? Lấy được cực kỳ là nhiều kim cương. Ôi, nó lại bắt đầu, nó lại uống con nữa. Ôi, hình như là mình đang ở cái chỗ quái quỷ gì vậy ta. Ôi, sao mọi thứ nhìn nó đơn giản quá vậy? Trời ơi, dâm bam cái này đơn giản. Thôi, coi như tôi vừa rút lại lời nói. Trời ơi, vậy là mấy cái gạch màu đen là mình không được chạm vào mọi người ơi. Trên kia còn có tia laser thôi phải không? Ôi giời ơi, mấy cái cục màu đen trên đây là tôi cũng không được chạm vào luôn. Rồi, không có quái là được. Cái này đi tìm dễ mà mọi người. Còn mấy cái đường này dễ mà. Trời ơi, mê cung gì đâu, sao mà dễ quá vậy? Ôi giời ơi, dăm ba cái laser này. Rồi, núp đi qua nè. Thôi tôi rút lại lời nói là cái tia laser đi qua dễ luôn nha. Trời ơi, cái mê cung gì vậy? Cái này không phải là cái mê cung các bạn ơi. Cái này là cái sàn đấu chết chóc. Trời ơi, ai trời, nghĩ sao vậy? Đụng vô phát là ngẫm luôn mọi người ơi. Khó cực kỳ luôn rồi. Cái tia laser đáng sợ quá vậy. Không biết là còn có cái nào đi qua không ta? Rồi. Có đường đi qua. À quên, mình là cao thủ mê cung mà. Rồi, đi qua đây. Có đường đi qua, mày qua. Chứ đi qua mấy cái mê cung nó nguy hiểm mọi người ơi. Rồi, đừng bên đây. Ok. Lên tới được đây rồi. Hình như bên đây nó không có đường. Nó có cái đường nhỏ. Ok. Ở đây là hết đường rồi nè. Phía bên đây là sẽ có cái đường bên đây. Rồi, bây giờ là mình sẽ đi ngay cái này. Hình như cái lốc này mình nhảy qua được nên là không sao đâu. Tôi nghĩ là sẽ được. Còn chứ mình nếu mà nó to quá thì mình sẽ không nhảy được. Ok. Rồi, nhảy qua nè. Yeah. Ok, được rồi. Oh my, chuối mọi người ơi. Phía trên đằng trước hình như tôi thấy là mấy cái con quái vật ở trong cái mê cung này hay gì á. Ủa, tôi là cái... Ở trên là cái bàn gì kìa. Từ từ nha. Ok, lên này. Yeah. Oh my god mọi người ơi. Tôi thấy mấy con quái vật này có vẻ đáng sợ vậy ta. Ui, nó rất là đông đó mọi người ơi. Hình như nó là cái mấy con chip ở trong cái con mắt mê cung thì phải. Rồi, từ từ, tôi đi nghe. Ui, chỉ cần mình đụng với nó là mình ngậm
đi lan qua. Trời ơi, mấy cái màu đen này là tôi đụng vô. Ây da, ăn táo vàng vô, táo vàng vô mọi người ơi. Rồi đi từ từ chậm rãi thôi, nguy hiểm quá, từ từ rồi mình sẽ canh ở đây nè. Ui, ở phía trước là hơi căng nha mọi người, phía trước là hơi căng nha. Tôi chỉ cần đụng vô cái màu đen này thôi là tôi sẽ ngẫm luôn. Ui, mấy cái con này đáng sợ quá mọi người ơi. Rồi rồi rồi, đi lách qua đây miếng này, lách qua đây miếng nữa. Mọi người, ok. Ây da, chưa có đụng một cái này, cái gì đâu mà làm tôi đau rồi. Ôi da da da, đau à, xin lỗi mà, xin lỗi mà, rồi đi qua lẹ nè, ok, đi. Chạy luôn em ơi, rồi, khúc này đi chậm lại nè. Ôi, đi nghe mấy con này nó lấy sát thương cho mình nhiều lắm mọi người ơi. Nè, tôi phải giữ tính mạng tôi an toàn đem về cho mẹ. Trời ơi là trời, rồi, yeah, ok, qua được rồi mọi người ơi. Ôi, còn chỗ nào nữa, bên đây là gì vậy? Bên đây là cái gì đây? Ủa, đây là cái gì đây? Ôi, nhà mình đây nè. Ôi, hóa ra chỉ là mình. Trời ơi, tôi vừa mới ngủ quên các bạn ơi. Ôi trời, may quá chỉ là ngủ quên thôi. Trời ơi, dẹp tô hủ tiếu vô đây. Rồi, quăng qua đây đi. Ôi, không chơi game nữa. Tôi giờ, tôi không muốn làm game thủ nữa. Tôi không chơi game nữa. Tôi sẽ, đừng bao giờ. Từ đây tôi sẽ không chơi game quá 180 phút. Và tôi sẽ không chơi game nhiều nữa. Tôi hứa sẽ chăm lo cho cuộc sống tôi, chăm lo cho bản thân tôi nhiều hơn. Và mấy bạn cũng đừng chơi game quá nhiều luôn nha. Tại vì chơi game quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và trí não của mình rất là nhiều luôn nha mọi người ơi. Hãy để ý tới bản thân mình và cuộc sống và gia đình mình nha. Ôi, coi. Còn bây giờ bỏ laptop. Rồi. Bây giờ tôi sẽ bỏ cái laptop ở trong kho đây. Rồi. Đây.